chúng ta rất hiền, nhưng không phải đâu các bạn ơi. Và dĩ nhiên khán giả của chúng ta sẽ có cái ghế và cung tưởng bạn căn. Với những bạn trai và đặc biệt đó là bạn trai xấu, chúng ta có thể giao lưu chụp hình với hai người bạn của chúng ta đi nào. Chúng ta có thể chụp hình và xin mời các nhân viên của chúng tôi hỗ trợ cho các em chụp hình. Đó, chúng ta có cháu và chúng tôi đã khớp hộp rồi. Em rất là lý thú, thở khẩu trang ra đúng rồi, thật vậy nó bất ngờ. Vâng, xin mời là các bạn chúng ta cứ vào chụp hình đi nào. Quay phim đấy nha, lên TV đấy nha. Cái này chắc phải là chưa.
Đẹp quá. Hàng có cần giờ hết. Chúc anh có lại em mời anh lên. Đảo cao hơn cái giá lên tí. À, đúng rồi. À, được rồi chị ơi. Ới, ai mà thuốc ông đâu mà ới. Thấy cái gì vậy? Chủ là hỏi tá vô. Đang cái bánh rồi đuổi đuổi mới đuổi anh ấy à, đúng rồi. Có rau rồi chưa? Chúng cái bánh rớt. Mẹ bánh rớt. Bỏ đĩa cười ông nội. Ok à, đúng rồi. Thank you.
Thank you.